Thưa quý vị, cùng chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 27 tháng 3, thì hơn 3,8 triệu người đã rời Ukraine ra nước ngoài để lánh nạn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này cách đây một tháng. Tuy nhiên, thì trong những ngày gần đây, dòng người ra đi đã có dấu hiệu giảm nhiệt rõ rệt. Theo số liệu công bố hôm 27 tháng 3 của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, 3.821.049 người tại Ukraine đã ra nước ngoài, tăng 48.450 người so với số liệu công bố một ngày trước đó. Khoảng 90% trong số này là phụ nữ và trẻ em. Trong số này, 2,2 triệu người đã sang Ba Lan, trong khi hơn 500.000 người đã đến Romania và gần 300.000 người đã sang Nga. Cuộc khủng hoảng người đi lánh nạn ở Ukraine là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, hơn 4,3 triệu trẻ em, tương đương 50% số trẻ em của Ukraine đã buộc phải đi lánh nạn. Trong những ngày gần đây, số người dân sơ tán khỏi Ukraine đã giảm dưới mức 100.000 người một ngày và thậm chí có ngày chỉ còn khoảng 50.000 người.